Đây là bài 24 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Bạn thì sao? Nhìn nó. Uống cà phê. Khơ cà phê. 1. Yi. 3. San. Đi ngân hàng hay không? Chuy bố chuy yến kháng. Sách tiếng Trung. Trung vấn su. Hài yu su. Quyển sách này. Trẻ bản su. Chúng tôi cũng vậy. 我们也是. Hoan nghênh. Hoan yến. Phan Thủy Dương. Phan Chuế Giáng. Xin hỏi quý tính của anh. 请问您贵姓? Người nước nào? Nà quốc nhân. Người Việt Nam. Việt Nam nhân. Người Trung Quốc. Trung Quốc nhân. Học tiếng Việt. 学习越南语. 学习越南语. Đúng không? 对吗? Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ thấy trong nghĩa cảm thấy. 觉得. 觉. 觉得. 的. 觉得. 觉得. Các bạn cảm thấy. 你们觉得. 你们觉得. Bố mình cảm thấy. 我爸爸觉得. 我爸爸觉得. Trương Đông cảm thấy. Trương Đông chứa đỡ. Trương Đông chứa đỡ. Tôi thấy rất vui. Tôi chứa đỡ hẳn cao xinh. Bạn cảm thấy tiếng Trung khó không? 你觉得汉语难吗? 你觉得中文难吗? Rất khó. 很难. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ đặc biệt. Thừa bía. Thừa. Thừa. Bía. Bía. Thừa bía. Thừa bía. Rất đặc biệt. Khẩn thừa bía. Khẩn thừa bía. Hôm nay rất đặc biệt. Jin thiên khẩn thừa bía. Jin thiên khẩn thừa bía. Tên rất đặc biệt.
名字很特别。 名字很特别。 Đặc biệt là tiếng Anh. 特别是英语。 特别是英文。 Đặc biệt vui mừng. 特别高兴。 Đặc biệt khó. 特别难。 特别难。 Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ chữ Hán. Hán zi. Hán. Hán. Zi. Zi. Hán zi. Hán zi. Chữ Hán rất khó. Hán zi hen nan. Hán zi hen nan. Học chữ Hán. Xue hán zi. Xue xí hán zi. Đặc biệt là chữ Hán. Thợ biệt sư hán zi. Thợ biệt sư hán zi. Rất khó, đặc biệt là chữ Hán. Hẳn nán, thợ biệt sư hán zi. Hẳn nán, thợ biệt sư hán zi. Bạn thấy tiếng Trung khó không? 你觉得汉语难吗? 你觉得中文难吗? Rất khó, đặc biệt là chữ Hán. 很难，特别是汉字。 很难，特别是汉字。 Bài học này đến đây là hết.